của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng nứt nẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi nó coi hình luôn đi. Ừ. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, anh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả? Ở đâu? Em dạy ở đâu? Dạ, em làm ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em ở Bình Định. Ồ. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao, và cũng có một chút gì đó nó có duyên với nha khoa, nên sau một thời gian lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu rồi em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha khoa tại vì răng của em nó không được đẹp quá. Răng không được đẹp. Dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho cái bạn bên kia nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khú giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được ạ. Bên đây dầu thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cộng hơi ít nói ạ. Có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại mối tình đầu tiên ạ. Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Chào em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em mét 8 ạ. Mét 8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa. Có tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Không, dạ không chị. Không, không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thua cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa chị Vân? Không, gót có màu vàng rồi. Trời ơi, quá mà. Gót làm ruộng không à. Gót này đen rồi. Sao gót của em có coi. Hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị Hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn cái chân đẹp, có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót lên chụp hình gửi qua bển thôi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng nứt nẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi qua coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây hồng cái gót không? Này hồng dạ, đó. Dạ, coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái chân này nè chị, cái... nào? Cái mu bàn chân, thiện cảm hơi nhiều được không? Lông chân, ít thôi chị. Gì nữa? Dạ, em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không biết bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít thôi chị. Ít chút đỉnh thôi. Ít lông hả? Thôi giảm giá thôi, giảm giá. Mở chân lên xíu tôi chụp luôn coi.
Rồi kiểm tra chị kỹ hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được quẹt quá còn lộn được, hình rồi nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, đây, bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Đẹp, dạ, ta có quyền. Gái. Em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên, khỏi quá có chấp. Duyên rồi. Với quá cái có mặt duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều đó. Lông được không? Không. Không hả? Nè. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi, không có nhiều. Được rồi. Nè, tí nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay còn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Nhìn được. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, có lắm đồng tiền không ạ? Dạ, cười coi. Rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ á, hỏi người mình... thân thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều. Đúng rồi đó. Không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ, em chào chị Hồng Quang, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bé Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã Bé Như ơi. Được ạ. Rồi. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị. Rồi, mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có cái duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà tặng gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Hôm đó nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giớ giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Rồi không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha. Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có cái chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp. Anh có cảm nhận gì về em ạ? Mở rào ra thì tim anh hơi đập hơi loạn nhịp. Anh muốn hỏi em nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi anh... cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên là anh muốn có một cái người yêu của mình á, biết quan tâm, chia sẻ. Và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Đứng lên. Cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Rồi, câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó. Thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình, thấy không? Hai bạn vậy, gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó. Mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái, cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á.
Tuyệt vời. Tuyệt vời. Em tuyệt không vời. Nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, em cảm ơn chương trình. Chúng ta để tay ngoài hát thôi. Nào. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng trước tiên thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn được. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương. Hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này nó cực kỳ thật thà luôn. Đúng rồi. Chúc mừng hai em. Mơ cái bạn nó dạy không? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó. Tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn. Lấy đời trai em luôn. Với nóc tay. Trời ơi. Cái gì? Thôi mời con ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Nguyễn Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi. Em đến từ An Giang hiện tại và làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Linh. Chào em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh. Mình tên là Vũ Giang Thanh. Năm nay mình 35 tuổi. Mình quê quán ở Tiền Giang. Hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì. Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm khuyết điểm gì không? Anh có tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao, anh uống rượu không sao, uống rượu uống thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi nghe mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không không, thuốc thì em không có hút nhưng mà em có mồi cúng cho ông địa. Tài xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình rồi mới mốt ổng về ổng nhậu nhẹt hoài bê tha rồi lúc đó là không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Như em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ là sao đâu. Anh ơi xin lỗi nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Vậy thôi hả? Rồi thôi. Không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một bài hát nào đó sao? Tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi chị làm cò luôn. Rồi khó quá bỏ qua đi. Hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á. Mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi. Để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bồ chưa? Em có mấy mối tình rồi.
Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh. À. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và à, mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay. Em nghĩ rồi, chắc là bắt nhiều một tay nhiều con giờ rồi. Chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Mày hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi. Anh ơi, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau, có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi, mặt mặt cười khoái chí luôn kìa. Thì mối tình đầu tiên 6 tháng á, người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên... Bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình á anh. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á là. Nhưng mà em nói... sợ. Cô làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần à. Lần thứ 3 ôm em cứ ngắt à. Thì người ta yêu tôi mới ôm. Rồi sao chứ? Nữa, rồi sao nữa? Nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá. Ôm rồi em sợ quá em chạy luôn chứ sao chị? Trời đất ơi. Vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi, em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy chết rồi. Chết rồi. Không, nhưng mà đàn ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen. Và em sẽ tập trung để mà mình làm, mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi. Thì giờ này em đi tìm. Đi tìm? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó. Tôi khoái vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn. Với nóc tay. Trời ơi. Cái gì? Tại sao? Dạ. Lúc đó là làm chung. Anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau, nói nay uống cho thằng ủy BD này nó lật ly bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết, còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói, ủa cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Trời đất ơi. Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à, cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Rồi là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung sắp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo còn không? Quần, đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi, anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em? Em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ, em mất rồi. Em chấp nhận là nhậu thôi, chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Không phải, tự nó theo em, chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là sao không. Đó Không, không có. Chắc thiệt. Không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m7 rồi. Được rồi, gì nữa? Đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như ta gọi là tomboy á. À. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy, sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi, được, tiếp. Hiền. Hiền. Hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Và trắng siêu. Có trắng luôn, chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Cái gì 3 tháng lẹ vậy, tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Chị nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ ba mẹ giờ, chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á, thì em ở trong đó luôn. Rồi, vậy là chủ xưởng ở trong xưởng luôn. Rồi, bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào, chứ đàn trai em thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào em gái, dễ thương ha. Em có thích quen với người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kỳ bo bủn xỉn. À đó dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích anh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người á, mẫu người là khoảng cao trên 1m65, nặng được. Trên 65kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. À, anh thấy bên này kia hợp lý á. Dễ thương lắm nha.
đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. À, bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi á, thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á được á thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 tháng Linh nữa. Dạ, 3 tháng em dự đoán từ 3 tháng hả? Chị. À. Chị thấy bạn nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn rồi, em. Cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh? Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em của nói chung là gần gia đình luôn. Đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. À. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. Nếu 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. Dạ, cảm ơn cô. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Bắt đầu mở. Đó. Dạ, cũng cao ha. Em cũng có món quà tặng anh, cái này hoa chính tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chính tay nhưng mà người ta làm, anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục năm mới gặp mặt đó. Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín làm 10 chứ đừng nói 10 làm chín. Cái công việc của anh á nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể đến 2-3 ngày nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm thì anh cũng cố gắng anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ con thì trai gái gì em cũng thích nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được đó anh không, nhưng mà gái thì nó hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi, nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Anh đó thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu thấy ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát bên nhau nhìn nhau 30 giây sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà người ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn để mình truyền một chút xíu cảm xúc. Thành xem mình có điện vậy không. Đó. Không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi. Đèn rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em ấy, cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi. Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. À, tay vào nút bấm đây hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà. Mơ cứ ba nó chạy không? Chính thức hôm nay vào giờ này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau và hy vọng rằng trọn đời trọn kiếp bên nhau. Tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi luôn á, từ vóc dáng ngoại hình gương mặt thấy là rất là có tướng phù thê. Đẹp lắm á. Đẹp. Cố gắng nha. Đây là những chiếc vé xem phim của Cầm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.
Em thật sự là rất là yêu quý Hương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm, nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, 3 mấy năm mới gặp được em. Mời bạn nam. Chào. Mời đi bạn. Rồi mình giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm xét nghiệm ở trong bệnh viện. Quê quán em ở Tiền Giang. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý khán giả. Em tên là Hồ Thanh Bình, nghề nghiệp của em là xây dựng. Em đến từ thành phố Cà Mau và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 9. Hân ở quận mấy? Dạ, em ở quận 5 ạ. Hơi xa ha. Không có sao đâu chị, xa cách mấy cũng vượt được mà chị. Sao lỗi mấy đều cũng qua mà chị. Không, em thuộc bài Cà Mau không? Dạ em thuộc. Tao hát bài Cà Mau nghe khí thế coi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái là gì? Dạ, ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, có hé rụng chút xíu. Khuyết điểm của em là em hơi nhạy cảm, em hơi khó tính, em hay quên nữa. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Ưu điểm của em là tính tình hòa đồng, nhiệt tình, nói chung là năng động. Khi mọi người mới tiếp xúc em á thì họ có một cái cách nhìn em gọi là coi như là không mấy tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc về lâu dài và có thể là tìm hiểu nhiều hơn thì họ sẽ có một cái niềm tin và cho em gọi là an tâm hơn nhờ chỗ đó. Em thật tình đó, hài hước ha. Tốt đấy. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mới đây là mối tình em khi mà em làm ăn thất bại với Cà Mau, em lên Sài Gòn này em làm. Thì em có quen một cô gái làm ở ngân hàng HB Sài. Nói chung là em thì quen cổ thì nói chung là đã quyết định cưới rồi. Năm rồi cổ thăng chức, cổ lên được trưởng phòng. Có nói với em một câu là em thật sự là rất là yêu với Hương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm, nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Khi mà tình yêu có thật rồi, người ta sẽ không đòi hỏi gì hay đâu ha. Chia tay bao nhiêu lâu rồi, cái vụ dạ, bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi anh. Quên chưa? Dạ quên rồi chị. Mời bên đây. Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là lúc sinh viên. Cái mối thứ hai thì là em sợ anh ấy tổn thương. Cũng quen nhau nhưng mà hai người tính cách rất là trái ngược nhau. Nên là em không có yêu ảnh mà tại thấy ảnh thương em quá nên em sợ anh tổn thương nên em đồng ý. Dạ. Rồi sao chia tay? Tính cách không có hợp nhau mà em thấy là không có tương lai được đó chị. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m7, tốt tính, chung thủy. Anh có 1m81 rồi em ơi. Chết rồi. Căng nặng 51kg luôn á. Nhiều ốm gì rồi. Ốm gì hả? Em có nuôi anh lên ký được không? Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi, còn mét mấy đâu quan trọng em. Lần này thích yêu mới là chọn nha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cũng yêu động vật. Yêu động vật là yêu con người đúng không? Dạ, con gì cũng yêu hết. Em có ghét gì, tính gì của người đàn ông không? Gia trưởng quá. Em thích gia chủ nhưng mà gia trưởng quá thì không được. Không được, nãy giờ em cảm nhận chàng trai bên đây là người thế nào? Chắc cũng thiệt tình. Nếu mà anh cao 1m51, anh yêu thương em thật lòng thì sao? Em sợ anh ngại thôi. Anh ngại, anh 51 biên anh yêu thương em được rồi, được không? Dạ, anh mua giày cao gót em. Rồi, nè, anh thông báo cho em biết. Đàn gái rất là dễ thương. Ha, được rồi đó. Rồi khi nào thì em tiến tới hôn nhân, muốn chừng nào là phù hợp? Dạ, do mẹ em cũng hối thúc từ lâu rồi á. Lâu rồi? Đúng rồi. Làm dâu được không em? Do điều kiện của em là em chỉ còn có mẹ thôi à, cho nên là em làm dâu thì ai lo cho mẹ em. Vậy chứ ý em muốn làm sao? Tới được với nhau thì cũng phải nhờ anh ấy sắp xếp giùm em. Lấy em rồi mẹ lên theo ở nhà ảnh luôn, nhưng mà có mẹ đi theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ bạn gái nói là ví dụ giờ là lấy nhau đó thì muốn cho mẹ lên ở chung luôn được không? Dạ vấn đề đó thì không sao đâu chị, em cùng nhau để gánh vác và lo lắng để cho cha mẹ cậu có thể được trăm tuổi già là điều mà tâm nguyện và quý giá nhất của em cũng như cha mẹ cậu và cha mẹ em. Nhưng mà em định lập nghiệp ở đâu? Em làm ngược trên này. Rồi bạn gái làm công việc trong bệnh viện là nhiều khi cũng có đi trực đêm đó. Rồi em ở nhà em phụ chăm coi nhà cửa được không? Dạ chuyện đó chị khỏi lo. Dễ thương quá. Nói chung quá là trông được kể cả người già trẻ em là em lo. Tôi ưng rồi đó. Dạ. Đẹp trai, năng động, khỏe mạnh. Tôi chịu. Em trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Dạ. Chào cô.
Dạ chào cô. Dạ, cũng xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường với chào chung trong trường quay. Thấy thì thấy gương mặt thì thấy cũng hiền hậu, thấy cũng dễ thương. Nếu có duyên nợ thì tìm hiểu đi chứ con đừng có lo. Cái thằng này thì nó lo dữ lắm con ơi. Nó cũng giống cha nó vậy đó. Thương vợ lo hết trơn, mặn bao hết trơn là nó giống đó. Mà thằng này là coi như nó không hút thuốc mà cà phê cũng không uống, mà đều có rượu thì có uống. Dạ, cảm ơn cô nha. Coi như là dòm thấy cái gương mặt thì cũng nhận thức được là cháu này cũng có đạo đức, mà lựa dâu thì cũng lựa gì. Trước nhất thì có cái đạo đức, sau thì lo cho chồng con đồ vậy là mình mãn nguyện rồi chứ đâu có lo gì nữa đâu. Bây giờ em gái, em đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn thân của em với bạn bè đồng nghiệp ở trong cơ quan. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người ở trường quay. Về ngoại hình thì rất là được, đẹp trai, tính tình hòa đồng vui vẻ. Vấn đề uống rượu thì chắc là không sao đâu, tại do công trình thôi Hân ơi. Còn Hân thì em thấy là bạn nấu ăn ngon lắm, hát cũng rất là hay nữa. Hai người này mà song ca với nhau là chắc hay lắm. Em nghĩ hai bạn rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ kéo rèm ha. Bây giờ mở rào ra, hai bên gặp mặt nha. Chào em. Em có hoàn toàn em. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, 3 mấy năm mới gặp được em. Cuộc sống của anh tự lập từ nhỏ, từ gia đình, xa gia đình, xa cha mẹ, tự lo. Thì cái chuyện vấn đề đó thì em khỏi phải suy nghĩ. Trong ngày xưa đi học á, thì có những cụm từ như là tại bị thì là hay gì đó. Thì vấn đề đó thì riêng anh sẽ không tặng cho em. Sau này đừng áp dụng trong cuộc sống. Thí dụ như là hai đứa yêu nhau hay là kết hôn với nhau, thì đừng có đem ra ngày xưa như vậy tại bị thì là. Sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người bóng dáng của người phụ nữ là đúng rồi. Nhưng mà sau lưng một người đàn ông thất bại thì chưa chắc có bóng dáng người phụ nữ thôi. Đôi khi cũng có. Nhưng mà anh á thì anh lại muốn là có một người phụ nữ sẽ sau lưng để ủng hộ anh, để anh có thể dựng bước trên con đường sự nghiệp của anh, như là anh lập nghiệp trên Sài Gòn này. Đối với em thì em có thể làm được điều đó hay không? Em thì rất là thích chăm sóc người khác. Nếu mà em đã chăm sóc thì em sẽ thuộc kiểu người hơi bó buộc á. Thì em không biết là anh có chịu đựng được cái sự bó buộc của em không? Kiểu như là em chăm sóc anh thì anh phải nghe lời em kiểu vậy á. Nghe lời tùy trường hợp nghe lời, chứ cái gì em kêu anh nghe lời hết sao được. Giống như là anh bệnh thì em kêu uống thuốc thì anh phải uống thuốc. Được, cái đó uống thuốc được. Nhưng mà anh sợ nhất là chích. Em thấy anh nói hơi nhiều. Anh xem chương trình lần có anh kia nói là anh tới 10.000 từ, chứ anh có tới 10.000 mà anh nhân cho hệ số 3 đó. Bởi vì anh ở công trình suốt mà. Thì những người công trình nữa thì anh nói chung là anh háo giác là được rồi. Cô gái người ta nhẹ nhàng, để cô gái người ta trình bày trước đi, hiểu không? Rồi em có những nguyên tắc yêu đương gì đó em nói ra hết cho anh, anh có chấp nhận được không? Cái người đó thì chung thủy, không có lăng nhăng. Đặc biệt em rất là ghét người hay nói dối. Anh cũng vậy đó, anh cũng ghét ai mà giả dối. Anh thích con đông, em thích đông không? Anh thích một đội bóng luôn á, được không? Như vậy thì đông quá anh. Anh làm huấn luyện viên, em làm trọng tài. Em thích thì hai đứa thôi, em không thích quá vậy thì em thấy gia đình anh đông lắm, vui lắm. Hồi xưa đông còn lo nổi, giờ đông lo không nổi đâu cưng. Anh yên tâm, với khả năng em là em không làm thôi, em làm được hết. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi nói cho đối phương biết cái cảm nhận của mình hiện tại ngay lúc này là như thế nào. Em nói trước đi, anh nhường em. Dạ, thì em thấy anh là một người cũng chững chạc, chân thành, cũng có nhiều cái giống em. Được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em thích cuộc sống gia đình là mỗi người nhường nhịn một ít. Tính em cũng hay nóng. Tính mình cũng nóng rồi đó nha. Vậy rồi sao? Anh á thì chỉ nóng ví dụ như là những lúc trong công trình nó gặp khó khăn hay là gì đó, rồi khi anh đi nhậu về á thì anh có say xỉn á, thì lúc đó xỉn á là anh có gụ vô em đừng nói, em chỉ nín thinh đi. Anh mà có gụ vô á ngang mà nói mà anh mà nghịch tay là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nó cháy thì anh có làm gì đâu trời. Em không biết, tại em có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu, anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói bánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết rượu rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Còn người phụ nữ khôn là ở chỗ là nhìn người ta nóng lên mình đừng có chọc nóng người ta được đâu. Phụ nữ chứ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh lúc mà anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh đâu, anh đúng muốn rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu,
chứ phải uống rượu xong muốn la cái gì, muốn chửi cái gì, muốn làm gì làm, người ta ngồi người ta im được. Không, một hai lần đầu còn được, nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vào, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem tay em chửi, em quánh nó khác gì, em vô cớ. Đúng rồi nha. Dạ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tính anh như vậy thì anh dặn em trước, biết thấy anh về thôi đi kệ, làm gì làm đi, đi ngủ đi cho rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Rồi em xỉn lên càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi coi khỏe, khỏe. Em không thích nhậu nhẹt vậy đâu. Thì nói chung là công việc của anh đặc thù, công việc anh xây dựng thì nó là phải nhậu thôi em. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi là phải có sự nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Và điều quan trọng là đừng có cái tôi mình cao quá. Thôi nghĩ bàn vấn đề này đi cưng. Tự mỗi đứa suy nghĩ nha. Yeah. Bây giờ để thay đổi bầu không khí, trước khi bấm nút em hãy hát tặng mọi người một bài hát cho nó dịu bớt xuống tình hình giống như đang say rượu vậy đó. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng, anh nghe không anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Rất là dễ thương. Mỗi người tự kiểm tra lại con tim của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không ai bấm hết. Anh xin lỗi em. Dạ. Cũng rất vui biết gặp được em. Dạ. Chắc có lẽ là mình không có duyên mà không nợ thôi. Chúc em sau này sẽ có tìm được một cái tình yêu và một cái cuộc sống có thể là hoàn hảo hơn. Dạ. Được. Em cũng chúc anh tìm được người. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Trời dạ, ơi. Em chào anh. Gái cho Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình. Và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính. Chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều, chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải bình nói nghề nhiều nghiệp, ha. Bình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân, nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng rồi, có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng nhiều năm ạ, 2-3 năm ạ. Rồi bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ.
Ủa không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha? Dạ, lúc đi học thì có người tán em, nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em á. Ừ, mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối rồi chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn em cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, và thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiều. Chúc gặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. À, đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? À, mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái cho Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lanh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hủi mùi hút không được ạ. Em bị ngợp ạ. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Ờ, được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. À, với lại... gì nữa? Yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà không hứa nhiều. Hứa mà không làm á anh. À, hứa không làm thì được, chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết. Làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con út. Em con một nên đi xa không được. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận. Tại vì mình thương thì mình chấp nhận. Mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em anh 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó. Bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em. Vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đi hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào.
cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim. Tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn về kinh tế hơn. Dạ, em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ, buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi, chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta, nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay khích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng ngạc lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố. Gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dâng hơn. Vì mình xa, vì... Em cung quá Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em cung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau. Đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đây. Cái tay em bị đổ mồ hôi dữ. Không sao em. Tại hồi đó giờ không ai em nắm á, nó mới đổ mồ hôi đó. Không sao, tay anh đổ hơn. Trời ơi, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, không sao ấn tượng nha. Nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm thấy nhận sao? Như thế nào? Dạ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Mỗi nhanh quá à. Hùng để lâu lâu Hùng nó miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào, để y nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu, từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao? Hả? Hồi hộp. Hồi hộp. Em cảm thấy sao?
Dạ cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ thích. Dạ thích. Thích là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Nói chung là em thích con trai thơm. Em thích con trai thơm. Thích con trai thơm. Mình đâu có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Ủa vậy hẹn hò thì tối, hẹn hò thì sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Mời bạn nam. Rồi. Rồi, hai bạn giới thiệu đi, chào anh gái. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Em chào anh Cát Tường, chào... Dạ, em xin lỗi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn ở có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình và em đến từ Bến Tre ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên phòng xử lý nợ của công ty FE. À, dạ. Bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hiếu, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc tại Tân Bình, làm nhân viên kỹ thuật bên truyền hình cáp SCTV. À, Hiếu làm kỹ thuật truyền hình cáp ha. Dạ. Quê em đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Long An. Long An. Hiện đang làm việc ở Tân Bình. Hồi hộp quá hả? Hiếu hơi rung quá nha. Điểm mạnh điểm yếu của Hiếu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là lanh lẹo hoạt bát, có khả năng học hỏi được cái mới. Em là kỹ thuật, bởi vì nếu mà điện nước gì trong nhà hư là một tay em làm hết. À, có khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Dạ. Nhược điểm trong công việc thì hay, có nghĩa là mặc dù đó biết mình biết nhưng mà hơi hấp tấp nên cái đó là điểm yếu của em. Hơi hấp tấp nên nó cũng hơi sai sót đúng không? Dạ. Ủa làm điện hả em? Dạ làm điện. Làm điện mà hơi hấp tấp rồi bị điện giật chừng nào? Không, nhưng mà hấp tấp cho một số trường hợp thôi chị ơi, chứ chồng nếu mà cái nào nguy hiểm là phải cẩn thận. Vậy là chưa có bị điện giật phải không? Dạ hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thử coi. Ủa là thế sao? Nào? Nắm tay bạn gái là điện mới giật đúng không? Dạ. Rồi hy vọng bữa nay em bị điện giật. Bạn rồi. Gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em là trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm lớp 11 đến năm 2 rồi. Mối tình gần đây nhất? Dạ mối tình gần đây nhất là cách đây nửa năm rồi chị. Cách đây nửa năm? Dạ. Mình quen được bao lâu? Dạ cũng quen được nửa năm. Có đại gì cũng chưa sâu đậm gì lắm hả? Dạ lúc đó giống như là bị ảnh hưởng cái mối tình đầu nhiều quá cho nên mối tình thứ hai nó trời đất nó giống như không kéo dài được cái chị sắp tới. Nhưng mà em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em chưa giới thiệu cho ảnh biết? Điểm mạnh của em thì em cũng nói chung là em cũng lanh lợi, cũng hòa đồng với bạn bè, rồi cũng thân thiện. Nấu ăn thì nấu ăn những món cơ bản thì được. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì có một cái em cũng hơi nóng tính một xíu, nhưng mà cũng dạng dễ nóng rồi dễ hết chứ không phải là nóng để trong bụng hoài. Rồi mời bạn trai tình trường. Dạ. Em sao? Em thì chỉ trải qua một mối tình hồi học cấp 3 thôi. Sau khi học xong cấp 3 thì đặt mục tiêu là tương lai đến trước, lên thành phố thì lo chú tâm vào việc học thôi. Sau khi ra trường xong á thì nay em đi làm cũng 3 năm mấy rồi, làm ở Tân Bình mà sáng đi thì chiều về, bởi vậy cũng không có thời gian đi chơi, bởi về tới nhà là tối rồi. Cũng chưa có thời gian để tìm bạn gái. Rồi bây giờ em muốn tìm một đứa yêu thương của mình như thế nào? Dạ bạn gái thì cao cỡ 1m55 trở lên là được, tóc dài, quê ở miền Tây. Em khoan, em cao nhiêu? Dạ, dạ em cao 1m69. Bạn gái cao 1m69 được không? Dạ được. 82. Quá rồi. Dữ vậy. Còn em, mình muốn tìm một cái người chồng tương lai của mình là cái mẫu như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình bên ngoài thì cũng cao ráo, sáng sủa, sạch sẽ một xíu. Tính tình thì cũng hòa đồng với mọi người, đừng có mà ích kỷ hay là gia trưởng quá. Như em không thích là có mùi. Nói chung là em thích con trai thơm, em thích con trai thơm. Thích con trai thơm, mình đâu có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Thôi, nói chung là chút rồi biết á. Dạ. Thơm, không sao đâu, chàng trai bên đây là sạch sẽ, dễ thương, đẹp trai, hiền hậu. Em ghét tích cái tính gì của đàn ông? Dạ em ghét là ích kỷ với lại gia trưởng. Cái đây có ích kỷ không? Cái đây không có anh ơi. Đây không có đâu, thoáng lắm, nhìn nó phóng khoáng không? Gia trưởng không? Không có gia trưởng. Em không chừng em là làm chủ luôn, em là gia trưởng luôn á. Cái đó chắc về mình mới biết chứ. Anh định hiền lắm. Dạ. Không? Dạ. Vậy còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Nói chung là sơ sơ là như vậy. Còn tính tình hay là hợp nhau hay không hợp nhau thì sau này về. Em là quê đâu quên rồi? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, ồ, vậy là đi qua Long An rồi tới Bến Tre. Dạ. Gần xịt luôn á. Thôi được rồi, đàn gái dễ thương lắm.
Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn kết hôn? Dạ nếu được thì tầm khoảng em muốn quen tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm. Dạ. Em muốn lập nghiệp ở đâu? Dạ Sài Gòn cũng được hoặc là quê cũng được, quê ở đâu cũng được. Làm dâu được không em? Dạ làm dâu cũng được nhưng mà mong là cô đừng có khó khăn với em quá. À dễ lắm, bây giờ mấy mẹ chồng cưng con dâu lắm. Dạ. Rồi. Chào chị Cát Tường. Rồi chào em trai. Cao hả? Mét 82 hả? Sao dạ. Mặt này quen quá, như tôi gặp ở đâu rồi vậy ta? À, mà sao cao ốm quá vậy em? Dạ hồi xưa thì em cũng mập lắm mà tại thời gian sau này á ra trường đi làm thì đặt mục tiêu dữ quá, bởi vì làm thêm nhiều thứ quá nữa. À, hồi giờ... xưa là tới 70+ ký nữa chị. Giờ nhiêu? Giờ cũng còn có 68+ ký à. Rồi cố gắng bồi dưỡng cho mập lên chút ha. Dạ. Rồi mình sẵn sàng cho kết hôn chưa? Dạ lâu? Nếu mà có thể thì qua năm sau chị. Qua năm sau. Dạ. Và mình muốn lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi vậy là hai vợ chồng lập nghiệp tại thành phố đúng dạ. không? Rồi vậy được rồi đó, ổn định ha. Vậy là ta đi với ai? Đúng dạ, ý em với đó. Với cậu với mẹ. À dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào MC Quyền Linh và các tường dạ. và các bạn trong trường quay. Minh Hiếu nó rất ngoan hiền với là nó có biết chăm lo cho gia đình, thấy bạn gái bên này cũng dễ thương, thấy cũng được đó. Cô muốn làm dâu không? Hai đứa nó muốn làm dâu là muốn ấy cầu sao cũng được hết. Dạ dạ con cảm ơn. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với lại cô của em và mấy đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp dạ. cô em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào bạn Hiếu và chào gia đình bên đàn trai. Chào chào các bạn khán giả tại trường quay. Con thấy bạn nam bên đây cũng được hoạt bát vui vẻ thì có gì thì hai con có thể tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân cũng được. Có ý kiến của bạn đồng nghiệp đi chung với em không? Dạ bạn đồng nghiệp. Rồi mời em gái. Rồi ai cũng xinh dạ, hết trơn. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bên họ nhà trai và tất cả các bạn ở trường quay. Thế em thấy là anh Hiếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xứng với chị. Tính tình thì cũng như là cô Tuyền là vui vẻ hoạt bát. Cho nên là em thấy nếu mà hai người muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì hãy thử bấm nút hẹn hò đi. Rồi cảm ơn gia đình mình ha. Rồi bây giờ thì hãy kéo hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Chào em, chào anh. Chào em. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Dạ cảm ơn anh. Ông hai đứa đứng kế bên thế coi sao, đứng sát bên coi sao. Như hai cái tre vậy. Cao khủng khiếp. Trời ơi. Rồi bắt đầu câu chuyện hôm nay nha. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Nếu mà hẹn được hò được thì em rảnh vào thời gian nào trong tuần? Dạ em thì em đi làm rảnh sau 6 giờ tối anh. À anh cũng vậy, 6 dạ. giờ tối thì mới rảnh thôi. Dạ. Cho nên quen người yêu mà đi chơi nhiều quá em cũng không đi chơi được. Bình thường mà sau khi đi làm về thì em thường đi đâu? Dạ thường em đi cà phê với bạn bè, còn hôm nào không đi thì về nhà ngủ sớm. Anh thì sau khi làm xong thì nhà chạy thẳng về nhà rồi cơm nước xong rồi ngủ nghỉ sáng hôm sau làm tiếp thôi chứ cũng có thời gian đi chứ. Nếu mà quen á thì tối thì mình hẹn hò ở thành phố. Dạ dĩ nhiên thành phố là anh. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng nói chung là cũng hợp với em. Dạ. Ủa mà anh đi làm đó anh ở trọ ở đâu anh? Không, đi làm mà về nhà luôn. Tại từ nhà lên đây có 40 phút à. À, sáng chạy từ Long An xong chiều chạy về. Sáng chạy từ Long An chạy về. Ủa vậy hẹn hò rồi tối hẹn hò rồi sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Bây giờ là thử coi dạ. cái hai có điện giật không. Chỉ cho cơ hội em đi bị điện giật nha. Dạ. Rồi nắm tay bạn gái coi cảm nhận nha, nắm lâu lâu nhắm mắt lại coi giật có điện, điện có giật không. Sao anh cười không vậy? Có rung quá chị. Có rung hả? Dạ. Sẵn nắm tay nói gì với cổ luôn đi. À, hôm nay thì đến đây gặp được em thì chắc là cũng một cái duyên nào đó. Thì thôi thì ta hẹn hò với nhau đi, tìm hiểu. Thì nếu mà hợp thì sẽ tính tới chuyện tương lai. Dạ. Dạ. Có gì nữa không? Vậy đó hả? Có món quà gì cũng tặng bạn gái không? Cầu hôn hay là đọc thơ hay hát hò gì? Hát một bài đi. Rồi. À làm vợ anh nhé nha. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc mày. Em hát cũng hơi dở chị ơi. Không sao rồi làm lại nè, làm sao, lại. Sao em cũng vậy, được em nào. Cũng vậy. Bắt đầu. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi,
Chỉ có em ở bên là người mang đến cho em những tiếng cười. Em ơi hãy lại gần anh đi. Em ơi. Quên rồi chị. Rung quá. Dạ không, vậy được rồi. Hát lại. Dạ em hát lại hả? Đường vào tim em ơi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu sao anh không đến. Rồi. À, thấy chưa, gặp bạn gái ga lăng chưa? Anh đừng có về, nhà em có phòng. Câu đó hay lắm đó nha. Không có dễ gặp câu đó đâu nha. Cơ hội là tấn công đó. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút hay không á, là em nói một câu gì với cô ấy. Nói từ trái tim của mình để giờ suy nghĩ gì, mong muốn gì với cô ấy. Nhìn em thì đẹp hơn trong tưởng tượng hồi nãy giờ của anh ngồi bên đây. Thì mong em hãy cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là chúng ta cho nhau cơ hội. Hết thời gian luôn. Cười dễ thương quá. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất hợp lý, nắm tay nhau nào. Hợp lý không? Rồi quá cao. Kiếm đâu ra cặp xứng đôi vậy không biết nữa. Hôn đi. Gương mặt các bạn rất là phúc hậu nào. Xin phép em cho anh Hùng. Xin phép, xin phép. Vừa tầm dễ sợ. Rồi đi xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương. Cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, giới thiệu về mình đi em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào em. Em là Trần Thị Ngân ạ. Em quê ở Bắc Ninh. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên mầm non ạ. Năm dạ. nay em bao nhiêu tuổi? Nếu mà theo giấy tờ thì em 29 tuổi. Còn thực tế thì em là 30 tuổi rồi. 30? Wow, mà còn quá trẻ luôn. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Mình tên là Đặng Hải Đảo, mình 33 tuổi. Tên dữ ta. Quá đặc biệt không anh? Đặc biệt. Đảo làm nghề gì? Em là công nhân sản xuất giày da ở Bình Dương ạ. Quê hương của mình là gói gọn trong hai câu thơ: Tháp 10 đẹp nhất Phong Sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hai bạn hỏi coi gần nhau không? Em ở Dị An, còn anh ở đâu anh? Anh ở Thuận An em ạ. Thuận An à, cũng gần. Rồi vậy là được rồi ha, hẹn hò cũng dễ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì Ngân? Chắc ưu điểm em cũng không có nhiều đâu. Thì cũng biết nấu ăn. Công việc gia đình thì cũng biết làm hết. Khuyết điểm thì em như theo mẹ em thì cũng còn chưa có được gọn gàng lắm. Tại mẹ em rất là khó về cái vấn đề đó. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Đảo ơi? Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, yêu thích thể thao, âm nhạc và đọc sách. Thể thao thì em thích nhất là bóng đá. Còn âm nhạc thì em thích hát nhạc trữ tình. Còn đọc sách thì em thích đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới. Sách Đôi Môi và sách cả Conan nữa. Trời ơi, hay quá. Trữ tình hát bài nhạc bài gì đâu, hát thử đoạn nghe coi Đảo. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đứa đầu non giữa điên vượt suối. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Em xin hát ạ. Rồi. Dễ thương. Bây giờ mình vô tới tình trường đi. Trong tình yêu thì em yêu và đã từng kết hôn. Dạ, em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em. Rồi mình kết hôn được bao lâu? Thời gian cũng không có nhiều chị. Khi bọn em bọn em yêu nhau từ hồi còn sinh viên á. Sau khi mà vừa ra trường cái là kết hôn. Rồi em về cũng sống chung với gia đình nhà chồng nữa. Rồi em có em bé luôn. Đây, kinh tế thì cũng chưa có được tốt lắm. Bé của em thì bé trai hay bé gái? Đã bé gái á. Bé gái. Anh cũng không có chia sẻ gì nhiều với em trong việc chăm sóc con ấy cả. Thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ á.
Bây giờ là chia tay được bao lâu rồi? Dạ, chia tay được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Dạ. Là bây giờ có còn liên lạc, còn dính líu gì không? Giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ, xong xuôi hết từ lâu rồi chị. À, dạ. Bây giờ con gái là ở với em? Con gái thì ở với em. Anh ấy theo vẫn còn... có chu cấp không? Lại, có chu cấp theo quy định của tòa. À. Rồi, con gái bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con em được 5 tuổi rồi anh. À, hôm nay mình đi có đem con theo không? Dạ, có. À, bé gái ngồi dưới đó dạ, hả? Bé gái à, 5 tuổi rồi, dễ thương dạ. Quá ha. Còn em, tình trường thế nào? Em có 2 mối tình, trong đó một mối tình cũng đã pháp luật hợp pháp quá. Tức là kết hôn rồi luôn. Nhưng mà cũng đã chia tay cũng khá lâu, cũng đã 7 năm rồi. Mình có dạ. Cháu nào chưa em? Chưa chị ạ. Chưa à, có. Lý do tại sao bạn chia tay với vợ mình? À, nguyên nhân thì có lẽ là vợ em quá áp đặt. Cô ấy cũng thay đổi, có mối tình khác nên à. Bọn em chia tay. Như là duyên nợ, không biết như thế nào nha. Nhưng có duyên đó, hai người cùng chung cảnh ngộ đó. Bây giờ chúng ta đang tìm một cái tương lai mới cho hai đứa nha. Em gái, em dạ. Muốn tìm một người như thế nào để có thể vững tin hơn cái người đầu tiên? Về ngoại hình thì bình thường thôi anh ạ. Ưa nhìn là được, dễ nhìn là được. Còn quan trọng là tính cách. Rồi em muốn một người đàn ông phải trung thực, trung thủy trong tình yêu và thật là nghiêm túc trong hôn nhân. Nói chung mình đã gãy đổ một lần là mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, đúng rồi. Chỉ cần yêu thương mình, giờ là dạ, yêu thương rồi. Cả con mình dạ, nữa, chăm sóc cho mình là đủ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, à, bạn trai, bây giờ em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình như thế nào? Về ngoại hình thì em cần một người con gái cao khoảng 1m5 trở lên. Có mái tóc dài, gương mặt phúc hậu. Không cần xinh đẹp như Hiếu Kiều đâu, nhưng cũng đừng có tệ như Hiếu Nở là được. Rồi tính cách thì... siêng năng, thật thà, tốt bụng, có tinh thần cầu tiến, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống là được. Rồi. Bây giờ công việc của em là ổn định rồi đúng không em trai? Dạ ổn định ạ. Khi em nghe câu chuyện của bên bạn gái cái hoàn cảnh vậy thì em có ngại gì không? Không, em nghĩ mỗi người đều có một hoàn cảnh, một quá khứ. Ừ. Quan trọng là mình phải biết bỏ quá khứ và mình hướng đến tương lai. Vậy mình định lập nghiệp ở đâu? Em định lập nghiệp và sống lâu dài ở Bình Dương. Bình Dương. Nếu được thì bao giờ mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa? Nếu được là cưới liền. Cưới liền. À, hiện tại là em đang sống với ai? Mình đã... sống của mình à. À, mình đã có được nhà riêng cho em hay mình chưa đang ở trọ? Chưa, em vẫn còn ở trọ. Em nhắm là em có thể thương con của vợ mình như con mình không? Nếu bạn gái mà cảm nhận được em thì em cũng sẽ thương con bạn gái như là con của em thôi. Rồi. Chị thì chị thấy cũng được đó. Để anh qua xem đàn gái thế nào rồi mình tính nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Người ta nói đúng là hồng nhan thì bạc phận. Đúng là như vậy. Rất là dễ thương. Con gái, ô sao buồn vậy con? Đang nhìn con kỹ chú bên đó đó. Con ngủ hả? À, cái công việc của em ổn định không em? Dạ em là giáo viên mầm non thì đang là giáo viên của nhà nước nên là ổn định. Hy vọng rằng nếu mà hai người kết hợp với nhau phát triển kinh tế gia đình, yêu thương nhau là được rồi ha. Dạ. Quan trọng là lo cho cô con gái kìa. Vâng, đúng rồi anh. Rồi, đàn trai quá chịu. Trời, vậy là vui rồi ha. Được. Bây giờ mình giao lưu với người thân đi. Mình hỏi thêm ý kiến. Hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây với anh trai, con gái, với cô hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp nữa. À, rồi, dạ. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? À, cho cô hiệu trưởng trước đi ạ. Dạ, dạ, mọi người chào cô ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào cô. Em xin chào chị Cát Tường. Cũng xin nói nè, ở trường thì còn ba cô là chưa có gia đình. Thì cũng hứa với các cô là trước khi về hưu thì sẽ cố gắng để gả chồng cho các cô này xong xuôi là sẽ đi về hưu. Mà cũng may lắm, hôm nay 53 tuổi rồi. Còn có 2 năm mà còn tới ba cô lận mà hôm nay nghe cổ mời đi cũng mừng lắm. Coi như là em trai bên này thì nói chung là nhìn qua cái phong cách bề ngoài thì thấy là cũng là thật thà, chân chất. Xin ý kiến của anh trai ạ. À. Em cũng chẳng muốn nói gì nhiều, nhưng nói mong sao là hai bạn là tìm hiểu cho thật kỹ. Đôi bên cùng đổ vỡ rồi thì nói chung là bây giờ mình làm sao để cho chín chắn hơn. Để mà đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì hết á. Nói chung là sống tốt và trung thực, biết lo cho gia đình và đối nhân xử thế nội ngoại là tốt rồi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai đi với ai? À, em đi với bà ngoại nuôi và một anh cầm hương. Chào ngoại. Chào dạ, ngoại. Con chào bà ngoại ạ. Dạ cô dạ. Cô Quốc Tường, chú Hoài Linh. Dạ, dạ. Bà ngoại. Đảo nó ở nhà tổ tôi nay 6-7 năm rồi. Mà giờ cũng tánh tình dễ thương. Cũng hiền hậu. Bây giờ nó cũng tôi thì tôi coi nó cũng như là con cháu rồi nó coi tôi thì giống nội ngoại. Bây giờ tôi cũng đến đây rồi cũng mong cho hai đứa nó được hợp duyên.
tiến tới cuộc hôn nhân. Cô dâu tương lai bên này ngoài thấy làm sao? Cháu này nó cũng được, cũng dễ thương, cũng tính tình hiền hậu. Tôi cũng mong cho hai đứa nó tiến tới cuộc hôn nhân, trăm năm hạnh phúc. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại không còn. Vậy bữa nào con tìm ông ngoại cho bà ngoại nha. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Thôi bây giờ cho tôi mở rào nha. Hai mở hàng rào ha. Để gặp em, nó món quà anh tặng em, hy vọng làm sách. Dạ, em cảm ơn. Em cũng chuẩn bị một món quà tặng anh. Đó là một hồ cá nhỏ thôi, với ba con cá nhỏ xinh. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Mai mốt về anh bỏ vô thêm hai con cá nữa. Hai con cá của em. Đúng rồi, hai con cá của em. Dạ, theo thời gian số lượng cá sẽ tăng lên. À, anh thích thể thao nên anh cũng tặng em một bộ đồ thể thao. Quay quay sau lưng nha em. Sau lưng là vừa đấy. Quay kìa em, quay sau lưng mặt nữa. Mặt kia, mặt kia. Mặt kia kìa. À, bên này hả? Trời ơi, Messi hả? Thần tượng của anh hả? Để nói cái nghĩa của cái áo này. Vì đây là áo của đội tuyển Việt Nam. Còn Messi và số 10 là số áo của anh ấy, là thần tượng của anh. Còn chữ I love you là anh dành tặng cho em bữa hôm nay. Trời ơi, sao nó nhiều ý nghĩa quá vậy? Rồi, cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp anh, em có cảm nhận gì không? Nói chung là bên ngoài là quá chuẩn so với yêu cầu của em. Cảm ơn. Đối với anh thì anh rất là quan tâm bạn gái, nhất là cũng nói là vợ mình. Nhưng hôm nay được hẹn hò với em, được yêu với em thì quả là hạnh phúc với anh. Khi mà có bạn trai, em thích bạn trai mình dẫn đi chơi đâu không? Em cũng thích đi du lịch. Dạ. Yeah. Đi phượt không? Cũng thích hơi lãng mạn một xíu. Đi phượt ok luôn. Yeah. Như anh đã biết rồi đó, em đã kết hôn và có bé gái 5 tuổi rồi. Anh thấy có e ngại hay có vấn đề gì không? Không sao, tại vì anh lúc nãy đã nói rồi, đó là quá khứ. Mình cứ nhìn quá khứ đó, mình cứ nhìn lại, mình càng đau khổ thì không bao giờ mình có hạnh phúc nữa. Anh có hút thuốc không anh? Không. Còn nhậu thì sao? Nhậu thì chỉ uống xã giao thôi. Còn thường là anh rút lắm, bạn bè rủ hoài mình cũng không uống nữa. Nhiều khi nó cứ chê đàn ông nhiều không biết hút thuốc, không hút nhậu nữa. Dạ, tại em cũng không thích đàn ông nhậu. Em có ngại là người ở quê miền Tây không? Người miền Tây thì theo em được biết, với em có bác ở từ đó, em cũng tiếp xúc nhiều, là thường là họ rất là thật thà. Anh cũng dạ. Nghĩ vậy đó. Mà cũng sống cũng hòa đồng nữa. Nếu hôm nay mình hẹn hò nhau thì khoảng một năm trở lại, anh nhất định sẽ làm một đám cưới cho em. Để cho em lấy lại hạnh phúc hơn mối tình đầu. Dạ. Em cũng muốn là anh biểu diễn kỹ thuật tưng bóng cho em coi với mọi người đây không? Dạ, anh biểu diễn cho mọi người cùng coi đấy. Em cũng muốn xem cái tài năng thể thao của anh như thế nào. Anh sợ lên đây gung quá anh tưng không được. Coi có gì em bỏ qua cho anh nha. Dạ. Cho em làm lại cái nữa nha. Được rồi. Tại vì này khó thì... Được rồi đó. Cái tài lẻ thì giúp về chứng minh cho ấy. Quan trọng là chúng ta chứng minh được chúng ta yêu thương con của ấy là được rồi. Anh thấy đẹp cô gái rất là dễ thương ha. Nếu như mà mình hợp nhau thì cô ấy cũng sẽ là một trong những cái nơi để có thể chia sẻ với em tất cả mọi thứ. Chàng trai miền Tây cũng thật thà. Ha? Em hy vọng là sẽ cũng một tình kết thúc có hậu trong buổi hôm nay. Dạ, bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì mình hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người đối diện. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương. Cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Em có thích cô ấy không? Rất thích. Tim em có rung động không? Hình thích hả? Thật không? Thật mà. Thề đi. Em thề đó. Em gái muốn nói gì với chàng trai này? Nếu mà đến được với nhau thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ với em mọi những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mẹ và anh trai là một chỗ dựa tinh thần rất là lớn đối với em từ trước đến giờ, cho em vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nên là em hy vọng là anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần thứ hai của em. Thôi chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ vấn đề quan trọng là có chấp nhận hay không, có bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn.
Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng. Nào, để bóng đây đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Nắm thật chặt nào. Cứ giữ tay thật chặt nha. Cố gắng. Em sẽ không bao giờ buông nữa. Không bao giờ buông nha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn. Vậy cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui từ hai em nha. Đây là chiếc vé xem phim gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.